Người phụ nữ hiện đại không chỉ là những người phụ nữ thành đạt, thông minh mà họ còn là những người am hiểu sâu sắc phương pháp và công nghệ làm đẹp. Phần lớn những người phụ nữ thông minh luôn biết lựa chọn cho mình những phương pháp làm đẹp vừa an toàn, hiệu quả, tiết kiệm thời gian. Và một trong số những công nghệ làm đẹp tiên tiến được nhiều phụ nữ hiện đại lựa chọn là công nghệ giảm béo Liposonic, một công nghệ hàng đầu thế giới đã được chuyển giao thành công tại Thẩm mỹ quốc tế Bali, có địa chỉ tại số 601 Kim Mã, Hà Nội. Vậy Liposonic có những ưu điểm gì mà mang lại khả năng kỳ diệu như vậy? Liposonic có quá nhiều ưu điểm, tuy nhiên ưu điểm nổi bật nhất mà tất cả khách hàng khi lựa chọn và sử dụng công nghệ này tại Thẩm mỹ quốc tế Bali đều nhận thấy đó là Liposonic là công nghệ giảm béo hoàn toàn, không cần phẫu thuật, không xâm lấn, cao cấp nhất hiện nay. Sử dụng nguồn năng lượng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao, phá hủy vĩnh viễn các mô mỡ thừa, giảm ít nhất 2,5cm, tương đương một size quần hoặc váy chỉ sau 1 giờ điều trị, ngăn ngừa mỡ tích tụ trở lại. Công nghệ giảm béo Liposonic cho hiệu quả với bất cứ vùng cơ thể nào có lượng mỡ dày từ 1,3cm trở lên. Đặc biệt, không giống như phẫu thuật, với phương pháp giảm béo Liposonic, ngay sau điều trị, khách hàng có thể sinh hoạt bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh, không cần nghỉ dưỡng, không cần ăn kiêng. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy công nghệ Liposonic phá hủy triệt để các mô mỡ mà không gây tổn thương da, không có tác dụng phụ. Độ an toàn của công nghệ này cũng đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA kiểm nghiệm và chứng nhận. Với rất nhiều ưu điểm, Liposonic thích hợp với những ai trong việc giảm cân. Nếu những ngấn mỡ thừa ở vùng bụng, đùi, hông, eo, lưng đang làm bạn phiền lòng và dù đã áp dụng nhiều cách nhưng vẫn không thể loại bỏ được chúng thì công nghệ Liposonic thực sự phù hợp với bạn. Ngoài ra, một số yếu tố cơ bản sau đây có thể giúp bạn xác định xem mình có phù hợp với hệ thống này hay không. Phần mỡ ở vùng điều trị có lượng dày từ 1,3cm trở lên, chỉ số BMI tương đương hoặc nhỏ hơn 30, sức khỏe tốt. Và cũng theo các chuyên gia tại Thẩm mỹ quốc tế Bali, nếu như đã xác định được đúng đối tượng thích hợp để giảm cân, Liposonic sẽ mang lại cho bạn những hiệu quả mà bạn không thể ngờ được. Không chỉ đem lại hiệu quả giảm ít nhất 2,5cm sau 1 giờ điều trị, mà kết quả điều trị với công nghệ Liposonic còn tiếp tục trong vòng từ 8 đến 12 tuần. Đây là khoảng thời gian cần thiết để cơ thể thực hiện quá trình chuyển hóa tự nhiên các tế bào mỡ được điều trị. Vùng điều trị sẽ thon gọn đi mỗi ngày một cách rất tự nhiên mà không phải lo lắng da bị nhăn nheo chảy xệ. Với công nghệ Liposonic, thật nhẹ nhàng và nhanh chóng để sở hữu một cơ thể cân đối, thon thả. Đây chính là giải pháp giảm béo thông minh mà những người phụ nữ hiện đại nên lựa chọn. Với mình thì việc duy trì một vóc dáng rất quan trọng, giúp mình tự tin hơn khi dẫn chương trình. Vì vậy, khi béo bụng thì mình khá lo lắng vì không có nhiều thời gian. May mắn là được giới thiệu công nghệ giảm béo một lần duy nhất Liposonic tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Mình chỉ mất có một giờ thôi mà đã lấy được vòng eo thon gọn và săn chắc. Đặc biệt là hoàn toàn không phẫu thuật mà lại được các tổ chức uy tín trên thế giới chứng nhận an toàn. Xin cảm ơn Thẩm mỹ quốc tế Bali đã mang đến cho mình địa chỉ để có thể đặt niềm tin hơn cho sắc đẹp của mình từ nay về sau. Trước đây thì vòng eo của Nhung không được thon gọn, nhiều mỡ thừa. Thế nên là Nhung thường tốn rất nhiều thời gian khi lựa chọn trang phục cho mình mỗi lần biểu diễn hay là mỗi lần trình diễn trên sàn catwalk. Và Nhung đã tìm đến Thẩm mỹ quốc tế Bali theo lời khuyên của một người bạn. Và tại đây thì sau một giờ duy nhất điều trị với công nghệ Liposonic thì Nhung đã giảm hẳn một size quần. Và hiện tại thì với vóc dáng thon thả, Nhung đã thấy tự tin hơn rất nhiều mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Xin cảm ơn Thẩm mỹ quốc tế Bali. Là con gái, lại hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Hà Anh luôn mong muốn mình có một vẻ đẹp hoàn hảo. Chính vì thế, mình rất phiền lòng với vòng eo nhiều mỡ thừa. Thật may mắn được một số người bạn trong showbiz giới thiệu, mình đã tìm đến với công nghệ điều trị giảm béo một lần duy nhất Liposonic tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Chỉ sau một giờ điều trị, hoàn toàn không phẫu thuật hay xâm lấn, mình đã lấy lại được vòng eo thon gọn. Xin cảm ơn Thẩm mỹ quốc tế Bali rất nhiều. Thẩm mỹ quốc tế Bali tự hào là một trong những cơ sở đầu tiên tiếp nhận và ứng dụng thành công công nghệ giảm béo Liposonic tại Việt Nam với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ tay nghề cao và hơn 10 năm kinh nghiệm cùng với hệ thống máy móc nhập ngoại chính hãng. Thẩm mỹ quốc tế Bali chính là lựa chọn đúng đắn giúp bạn có được một thân hình thon gọn lý tưởng. Liên hệ Thẩm mỹ quốc tế Bali, địa chỉ 601 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 01686463463, 0945368989, 0437246690, website www.thẩmmỹquốctebali.com, email thẩmmỹquốctebali@gmail.com, facebook www.facebook.com/thẩmmỹquốctebali.